Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là MK đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập thứ 2 của Minecraft Sinh Tồn 1.16 nha. Và nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục những cái video như thế này nữa thì đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như một cái đăng ký. Và đừng quên là kênh bên chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel của mình ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video thế nào. Let's go. Trong tập trước thì mình đã kiếm được một cái ngôi làng ở cái vùng tuyết này rồi các bạn. Thì tập này á, mình sẽ gọi là chúng ta bắt đầu gọi là đi mai các thứ các kiểu luôn các bạn ơi. Ngoài ra thì mình nghĩ là mình cũng sẽ gọi là cần có một cái khu vực để mà chứa đồ đạc các thứ các kiểu luôn. Và mình sẽ phải xây dựng một cái ngôi nhà gọi là mới trong cái ngôi làng này các bạn ơi. Tại vì ở nhà của tụi dân làng á nó khá là chật chội các bạn, cho nên mình quyết định á là mình sẽ gọi là làm một cái ngôi nhà mới. Nhưng mà trước khi làm cái ngôi nhà mới á thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi vào lại trong cái ngôi nhà này thì mình sẽ cất bớt những cái đồ mà chúng ta chưa sử dụng đi ha. Thì từ từ mình sẽ thôi để ngoài đi, tại vì để ngoài cho nó dễ gọi là di chuyển các bạn á. Thì trong đây mình có rất là nhiều thứ gọi là chưa cần sử dụng tới nhưng mà mình sẽ gọi là sử dụng trong cái thời gian sắp tới. Tạm thời thì chúng ta cứ để ở bên ngoài đi và mình sẽ nấu cái thịt này lên nha các bạn, tại vì cái thịt này đó, khá là nhiều thịt đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy sắt sủng các thứ luôn đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cần phải có thêm một ít gỗ nữa. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải đi chặt những cái cây vân sam nè. Sau đó thì mình sẽ gom về thêm cho chúng ta một ít gỗ nữa để mình có thể xây dựng những cái ngôi nhà ha. Thì mình nghĩ là có mèo luôn. Mình nghĩ là mình đi qua khu vực bên kia đi. Đó, cái khu vực này nè, nó rộng rãi mà nó nhiều cái cây thì mình sẽ gọi là kiếm được số lượng gỗ nó nhiều hơn, nó nhanh hơn. Mà có điều ở đây thì nó hơi đóng băng tới các bạn, cho nên sẽ có những cái cây mà chúng ta phải theo dõi như là mía đâu này nọ. Trọng đây là phải theo dõi nè, nó không là nó gọi là gì ta, nó sẽ bị nứt đất hay sao á. Nếu mà như mình không biết là nó đóng băng thì nó có bị gọi là văng cái gốc ra không á. Thì bây giờ mình sẽ lấy một ít gỗ nha các bạn, để chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng cho gọi là công việc của dân làng các bạn. Rất là nhiều thứ cần phải làm đây. Bây giờ mình sẽ lấy một ít gỗ cái đã rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Và mình đã chặt xong rồi các bạn ơi, được 3 stack và một đống gọi là mầm các thứ luôn nè. Bây giờ mình sẽ gom hết cái đống mầm này, chắc là mang về nhà gần gần cái khu vực làng của mình á, mình trồng nó sẽ gọi là dễ dàng hơn các bạn. Mình dùng cái gọi là bốn cái mầm á, chúng ta sẽ làm ra một cái cây thiệt là to luôn. Thì khi mà làm ra cái cây to á thì mình rất là dễ dàng để mà gọi là lấy gỗ bạn. Còn mấy cái cây nhỏ này thì chặt á nó nhanh nhưng mà nó ít gỗ lắm các bạn. Đấy, thì mình sẽ xây lại một xây mới chứ. Mình sẽ xây mới một cái căn nhà. Bây giờ thì phải đi về ngủ một giấc các bạn ơi. Thôi, mình đã ngủ rồi đây các bạn. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ dành ra một cái khu ha, để mình có thể trồng những cái cây vân sam này, để dành nếu như chúng ta cần thì chúng ta có thể lấy gỗ được luôn. Đó. Thì mình cũng sẽ làm một cái chỗ để mà chúng ta có thể trồng trọt luôn các bạn ơi. Mình nghĩ là tập ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là làm một cái nhà. Đó, thì với cái số lượng sắt á mà mình có được á các bạn, thì mình nghĩ là mình vẫn có đủ để chúng ta có thể gọi là sinh tồn trong cái tập này. Thì tập này chúng ta cũng vẫn chưa cần phải đi kiếm thêm tài nguyên đâu. Mình nghĩ là tập sau á là chúng ta sẽ bắt đầu đi kiếm tài nguyên là vừa. Thì tập này á mình sẽ làm một cái khu vực gọi là trồng trọt cái đã các bạn. Đó, làm chỗ mình có cà rốt nè, mình có khoai tây nè, rồi lúa thì mình chưa có nhưng mà tí nữa mình đi lấy mấy hồi đúng không. Thì bây giờ đây để mình để cái bàn chế tạo xuống đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm một cái chỗ nào đó rộng rãi một tí ha. Rồi mình sẽ làm những cái ruộng của mình. Mình nghĩ là ở khu vực này đi, khu vực này cũng khá là ok này, cũng khá là rộng luôn. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ gọi là làm nguyên một mảng to luôn đi. Mình nghĩ là làm nguyên một mảng to luôn và nối với cái chỗ này thì chúng ta sẽ cần có cái xẻng ha. Ui, bây giờ lấy cái này ra. Wow, như vậy là bây giờ mình sẽ phải lấy cái tuyết nữa các bạn ơi. Không lấy cái tuyết là chúng ta sẽ không có thể nào mà đó, mình định làm cái đường đi nó nối với nhau luôn các bạn. Đó, nối như thế này nhìn nó mới đẹp chứ. Đấy. Đó. Từ nha, cẩn thận nha, tại vì không cẩn thận là cái xẻng nó sẽ đào cái cục đất lên. Mà đào cục đất lên là chúng ta sẽ tốn thời gian phải đợi các bạn, tại vì đợi cho nó mọc cỏ lên thì mình mới đó, làm dùng cái xẻng mình bấm chuột phải như thế này được nè. À, thì cái đường đi của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Đấy, được chưa? Được chưa? Quá là tuyệt vời luôn. Đó. Đấy, như thế này đi tới đây. Đấy,
Thì ở hai bên cái đường đi này á thì mình sẽ làm gọi là mấy cái ruộng nha các bạn. Đó, như vậy thì vừa đẹp và vừa trang trí được nữa các bạn. Thì nói chung là cái này á mình xây cũng như là vừa trang trí mà vừa để thu hoạch luôn, tại vì sau này chắc chắn là mình sẽ dùng gọi là máy móc rồi, cho nên những cái này thì chúng ta sẽ không dùng nhiều đó các bạn. Thời gian đầu thì mình còn dùng, thời gian sau này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có dùng nhiều, cho nên gọi là làm cho nó đẹp luôn các bạn. Sẵn làm thì làm cho nó đẹp luôn. Ok chưa? Chỗ này đó cũng khá là to rồi. Hai bên thì chúng ta sẽ gọi là làm đường đi, rồi chúng ta đặt mấy cái trụ các thứ ha. Còn ngoài này thì mình sẽ lấy hết luôn để chúng ta chuẩn bị là chúng ta gọi là trồng vô. Rồi mình đã đặt mấy cái gọi là khúc cây vô đây các bạn. Thì giờ chúng ta sẽ đặt những cái xô nước vô để làm gì. Thì nước này thì mình để trồng thôi, thì mình cứ đặt lung tung các bạn, miễn sao là nó đủ với lại cái gọi là cái số lượng mà chúng ta cần để trồng cây là được. Đấy, qua đây lấy nước nè. Đây, chỗ này nói chung là nó vẫn tạo thành cái nguồn nước vĩnh cửu bình thường, không có gì cả. Và chúng ta sẽ cần phải trang trí đi nha các bạn. Đường đi thì chắc chắn là còn phải làm nhiều thứ lắm. Nói chung là cứ từ từ. 1, 2, 3, 4. Nói chung là các bạn cứ đặt làm sao, miễn sao mà nó gọi là ok là được ha. Đây, mình sẽ để lên trên này cái, để có gì mình hỏi đi múc cho nó xa các bạn. Uầy, căng thẳng vậy, mới vừa lấy nước cái là nó biến thành băng luôn rồi. Không sao, không sao. Đó, sao mà băng được, cắm cái đuốc ở đây là không bao giờ. Đấy, không bao giờ mà nó gọi là đóng băng được các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ múc nước đặt vô đây. Và trên này chúng ta sẽ có hàng rào đồ nối lại nha các bạn. 3, 4, đây chỗ này. Đấy, ok. Ui, chỗ này mình cũng sẽ up slab vô luôn nha các bạn. Để có gì á, cho cái khu vực này nó không có bị đóng băng nha các bạn. 2, 3, 4, đây. Đấy, rồi. Tương tự với lại bên kia luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trồng vào, nhưng mà có vẻ là hơi ít các bạn ơi. Ít quá. Đó, mình đã gọi là cuốc đất rồi đặt nước các thứ. À đây 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 đây. Để mình lấy. Ủa? What the hell? Ủa? Cái lúa? Ủa cái lúa chưa chín hả ta? Ủa mình thấy cái lúa nó chín rồi mà ta. Thôi kệ đi. Không sao, thời gian đầu mình sẽ cần rất nhiều khoai tây các bạn ơi. Để làm cái gì thì mình nấu lên á, mình nung cái khoai tây lên á thì chúng ta có thể ăn được. Cho nên mình sẽ cần rất rất nhiều khoai tây. Còn cái hạt giống á thì cũng đơn giản mà. Đó. Có gì đâu khó, tí nữa mình ra kia mình kiếm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần có thêm một ít gọi là hàng rào nữa. Và sắt thì mình sẽ cần có khá là nhiều các bạn. Tại biết sao không, mình sẽ làm mấy cái đèn này nè. Đó, mấy cái đèn này nhìn nó mới đẹp các bạn. Trang trí là phải dùng đúng đèn của nó thì mới đẹp. Và chắc là phải up slab ở một vài đoạn các bạn. Có gì chúng ta đi, chúng ta khỏi mất công phải nhảy. Đó, dù mình up slab vô thì mình đi thẳng lên được luôn. Rồi bây giờ thì đi qua đây. Uầy, có đúng một cái hạt lúa mì thiệt chứ. Rồi bây giờ mình sẽ trồng tạm vô đây đi. Đó, nói chung là thời gian đầu thôi mà nãy mình đã giải thích rồi, trồng vô. Đó, rồi mình sẽ cần có thêm vài cái hàng rào ha. Rồi cà rốt vô luôn. Nói chung là cà rốt vô luôn. Có gì đâu khó khăn. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải có thêm một ít cái hàng rào nè. Đó, quầy hơi ít ta. Đây mình sẽ làm que. Rồi đổi hết cái đống này ra luôn. Đấy, hàng rào được chưa? 42 cái mình sợ là chưa đủ. Nên chúng ta sẽ làm thêm một ít nữa. Và mình sẽ cần có là cái đá đó rồi. Đây, chúng ta sẽ làm một vài cái hàng rào đá để làm cái gì. Thì mình sẽ để vô cái phần nước các bạn. Đó, slab trên chỗ slab nè. Có gì tí nữa chúng ta gắn cái đèn nữa vô nữa là nó sáng sủa thôi. Tạm thời thì chưa có thì mình sẽ gắn cái đuốc trước ha. Thì sau này mình sẽ thay bằng cái đèn kia. Thì cái đèn kia thì nó sẽ cần có sắt các bạn ơi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là xong rồi đó. Như vậy là tạm thời ổn rồi đó các bạn. Và ốp thêm mấy cái gọi là hàng rào vô nữa là ok. Đó, ok chưa? Quá tuyệt vời. Đó, ok chưa? Ok chưa? Ok. Rồi, bên này cũng tương tự luôn các bạn. Mình sẽ ốp vô. Đó. Uầy, quá là tuyệt vời luôn. Rồi, uầy, cái này là phải ở trong như thế này nè. Có cái ở trong, có cái ở ngoài các bạn. Nhưng mà thôi kệ đi. Uầy, cái này chắc cũng phải ở trong nè. Đó, hy sinh. Đấy, nói chung là trang trí thì nó cũng cần phải có đẹp mắt nữa các bạn ơi. Đó, ok chưa? Ở đây cái, đặt cục này ra đi. Đó, nhìn cho nó đẹp. Đấy, rồi sau đó thì chúng ta ốp
Đây, như thế này nhá, up slap lên trên đây là ô con ngựa nó kê luôn. Ok, thì mình thấy cái khu vực chỗ này nè các bạn, nó khá là phù hợp để mà chúng ta có thể làm được một cái căn nhà, tại vì nó khá là rộng nè. Và bên kia thì vài bữa nữa mình nối đường vô nữa là ok. Đó, nguyên một cái mảnh đất, một cái khoảnh đất ở đây nó rất là rộng luôn. Thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ làm một cái ngôi nhà ở đây ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm là một, hai, không, về đây xíu đi, đi về đây chút nè. Đó, mình phải gọi là tính toán chứ. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình nghĩ là không biết là có nên dài như vậy không, tại vì mình định là làm cũng tương đối to. 1, 2, 3, nghĩa là 3 thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, khá là rộng các bạn thấy không? Rộng kinh khủng á, cũng đùa được đâu, tại vì chỗ này đạp đi. Đó, thì cái nhà của chúng ta sẽ có một cái đường đi vô ha, và ra hai bên là ok đó. Này thì chắc là các bạn chưa hình dung ra được đâu, nhưng mà tí nữa thì sẽ được thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 5 vậy thôi chứ các bạn ốp vô thì đúng rồi, nó vẫn còn 5. Ốp vô thì nó vẫn còn 5, đúng rồi. Đó, các bạn thấy to, to kinh khủng, nhưng mà chắc là chưa được các bạn ơi. Tập này mình định là xây nhà luôn, nhưng mà có vẻ là nó hơi thiếu thốn gọi là mấy cái nguyên vật liệu á, cho nên chắc là mình chỉ đặt cái nền móng trước thôi, còn chúng ta sẽ phải đi kiếm thêm tài nguyên khoáng sản đó các bạn. Mình nghĩ là ở vị trí này chúng ta đi xuống là được các bạn, tại vì á cũng không quan trọng đâu, không cần phải vô trong vách núi hay cái gì đâu, thì mình có thể gọi là trang trí được mà. Thì bây giờ chúng ta sẽ gọi là đi xuống dưới ha, để mình có thể kiếm được thêm gọi là đá nè, rồi kiếm thêm sắt nè, kiếm thêm kim cương các thứ để phục vụ cho cái việc xây dựng của chúng ta. Chứ bây giờ mình thấy có vẻ là mình hơi ít tài nguyên các bạn, này cố gắng xây nhà thì nó sẽ không đẹp và nó cũng sẽ rất là lâu. Thì bây giờ hiện tại là tầng 63 nè, thì bây giờ mình sẽ cần phải đi xuống gọi là tầng 11 nha các bạn. Xuống dưới đó chúng ta coi thử coi cái gọi là cái nhân phẩm của chúng ta trong cái series này nó có gọi là cao không, coi thử có được kim cương các thứ các kiểu không nha. Thì bây giờ mình sẽ gọi là đi xuống tầng 11 đây, hẹn gặp lại các bạn khi chúng ta đi tới tầng 11 nha. Cái điều mình không thích nó cũng đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Đó chính là chúng ta có được một cái hầm mỏ bỏ hoang ngay bên dưới cái nhà của mình luôn. Đây, mình đang đào tới đây thì đó, mới có được tới khu vực này thôi là nó bắt đầu xuất hiện cái hầm mỏ bỏ hoang rồi nè. Nhưng mà mình lại không thích như thế này lắm các bạn, tại vì nó sẽ rất là vướng luôn. Kiểu như là nó sẽ bị mất rất là nhiều khoảng trống các bạn, cho nên chúng ta sẽ kiếm được khoáng sản nó ít hơn. Đấy, cho nên mình rất là ghét có cái hầm mỏ bỏ hoang ở dưới nhà các bạn. Mặc dù là có thì chúng ta sẽ kiếm được thêm đồ, nhưng mà có thêm đồ thì nó lại đi đôi với cái việc là chúng ta sẽ phải chấp nhận là cái world chúng ta nó sẽ ít hơn, tại vì nó sẽ tạo ra những cái đường hầm. Và đây là tầng 34, mình không biết là bây giờ mình đi xuống tầng thứ 11 bên dưới á thì tụi nó có gọi là còn hầm mỏ hay không, nhưng mà mình hy vọng là không ha. Rồi tạm thời ở đây thì mình sẽ cắm một cái đuốc lên đi. Đó, nguy hiểm các bạn. Đó, rồi tạm thời bên này thì mình sẽ khóa bên này lại ha, cho nó an toàn đi. Tạm thời như vậy đi. Đó, tạm thời khóa lại. Đó. Trời, hết đá luôn rồi. Tại vì đá mình dùng để mình làm mấy cái cầu thang này các bạn thì mới tầng 32 thôi. Thì mình đào tới gọi là 3 ô nè, đi lên đi xuống cho nó thoải mái các bạn. Đấy, bây giờ thì đợi mình đi xuống tầng thứ 11 nha các bạn. Ok, mình đã tới tầng 11 rồi đây các bạn ơi. Như vậy là bắt đầu từ bây giờ chúng ta đã có thể đi đào và kiếm thêm
thật thật là nhiều khoáng sản các thứ. Và mình cũng sẽ ốp cầu thang như thế này luôn nha các bạn. Và mình hy vọng là cái gọi là sao ta, cái hầm mỏ bỏ hoang á, nó không có nhiều các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ đào một cái đường cũng tương đối dài nha. Để làm cái gì thì á, mình sẽ đào dài thiệt là dài ra, sau rồi chúng ta sẽ gọi là đào qua hai bên đó. Như vậy thì chúng ta sẽ kiếm khoáng sản nó dễ hơn đó. Còn cái đường thẳng này á, mình hy vọng là sau khi chúng ta gọi là đào xong á, thì nó cũng sẽ cho chúng ta thêm gọi là khoáng sản luôn. Mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có được sắt hoặc là vàng hoặc là kim cương, thì cái đó chưa biết được các bạn, nhưng mà chủ yếu là kim cương. Thì sau này á, chúng ta sẽ kiếm được thêm cái loại khoáng sản khác nữa các bạn đó, cái loại còn xịn hơn kim cương nữa. Bây giờ kim cương ở phiên bản 1.16 này nó đã xuống gọi là thứ hai rồi các bạn, không còn là gọi là đỉnh cao như ở những phiên bản trước nữa. Nhưng mà hy vọng là gọi là nó vẫn sẽ gọi là có cho mình nha, chứ đừng có hiếm quá, đứng thứ hai nhưng mà hiếm quá rồi không thể nào kiếm được luôn các bạn. Đây bây giờ mình sẽ đi thẳng tới thôi. Chuột, đá đỏ nhiều thế nhờ, chắc là đã biết là mình gọi là sắp tới là cần dùng nhiều đá đỏ hay sao các bạn. Ôi nó xuất hiện một đống đá đỏ luôn. Ồ có than nữa, than là ngon nè. Đó thì bây giờ mình sẽ đi tới gọi là dài dài. Ô cắm nút. Ủa tự chụp phải vô trong cái đá đỏ không được các bạn. Thôi bây giờ để mình đi tới một tí nữa coi thử như thế nào, gọi là coi thử có được cái gì ngon lành không thì mình sẽ quay trở lại ha. Ok thì mình phát hiện ra một cái gọi là khe nứt các bạn, ở dưới ngay chỗ cái hầm của mình luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá khe nứt này các bạn. Thì mình thấy là nó cũng có khá là nhiều tài nguyên ở dưới này, sắt, than, vàng, đá đỏ các thứ các kiểu, rồi gọi là gì ta, ngọc lưu ly cũng nhiều nữa. Thì mình quyết định là chúng ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ cái khe nứt này luôn, rồi chúng ta sẽ không cần phải đi lại nữa các bạn. Mình cứ dọn hết sạch sẽ rồi mình cứ đi tiếp thôi, tại vì nó nằm cắt ngang cái khu vực cái hầm của mình ấy, cho nên quyết định là mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này luôn. Quậy, quá nhiều đồ này. Ôi nhiều đồ tê nha. Đó xoay đó, trời đồ đạc các thứ trong người mình nhiều, trời quá trời than luôn. Nhưng mà chắc là từ mình lấy các bạn ơi, than có vẻ mình hơi nhiều. Ui ui sẽ giống Reaper ấy. Ây nguy hiểm, nguy hiểm. Quay mày. Ui coi chừng nó nổ, coi chừng nó nổ, coi chừng nó nổ. Từ thiệt chứ, chơi gì có cái nguồn nước gì gọi là ấy cái gì. Đây ok. Quầy cái gì nữa đây. Quầy quay quay wow. Rồi luôn, nó nổ luôn chứ. Đây để mình coi, ở trong cái hang này thường á, nó hay có gọi là kim cương lắm các bạn. Đây để mình coi. Ui quýnh. Quầy quýnh ba nhát mới chết. Ôi ơi. Quay. Trời ơi. Có spawner Reaper à. Reaper nhiều thế. Vãi. À ở trên này lại Reaper nữa kìa. Quay. Trời ơi. Cái hang này quá trời Reaper luôn các bạn ơi. Quay nguy hiểm thế. Đấy. Trời ơi. Thật sự là nguy hiểm luôn các bạn. Và mình cũng đã nấu thêm một số lượng sắt nữa rồi, để chúng ta có thể làm mấy cái vật dụng nè. Đó, rồi mình còn đi đào bới. Chà, có vẻ là cái quơ này hơi hiếm kim con ngựa nó cương đây. Đó, có cúp sẵn luôn. Trời ơi, quá trời hang động ở đây luôn. Từ từ để mình coi, mình lấy cái số lượng sắt ở đây cái này các bạn. Rồi để mình qua bên sát bên đây mình kiểm tra coi. Có một cái hang bên này nè. Đây, chỗ này nè. Đó, không biết là dưới này có kim cương hay không. Mình nghĩ chắc là không có đâu, tại vì hơi xui mà cái này đâu phải là ấy đâu. Khó lắm, khó lắm. Rồi, quầy hết ấy đi, hết đút mới ghê chứ. Đây, cắm luôn. Nói chung là đây tầng cũng 17 các bạn. 17 thì cũng có thể có kim cương, nhưng mà cũng khó, hơi khó thôi. Nhưng mà cũng có thể là có kim cương nha, chứ không phải là không có đâu. Quầy mày sắt nhiều đấy. Được đấy, sắt cũng được các bạn. Không có kim cương thì có sắt cũng được. Tại vì thời gian đầu mà chúng ta có sắt cũng ngon rồi, không cần phải đòi hỏi quá cao đâu. Ôi, ôi bây giờ có phiên bản mới này đã gì, cái cầu thang nó còn không chặn nước được nữa chứ. Hôm nay mình không có block ở đây, đây đây có block vào đây. Lấy đá đỏ luôn nha.
Trời ơi, than nhiều quá rồi. Nhưng mà mình lại không cần than lắm. Từ từ để vô cái hang này coi coi. Trong hang này có gì? Hết rồi. Đệt. Gì là hết rồi đó các bạn ơi. Rồi mình coi dưới này coi, dưới này có vàng hả? Wow, dưới này có vàng cũng ôi giời sao kìa. Con kia giống kim cương người ta phải không? Phải kim cương rồi hả? Đây là nước chảy. Nước chảy. Ai nồi nhìn như kim cương vậy các bạn. Tưởng đâu ở trong nó có kim cương chứ, có kim cương là ngon luôn ấy. Rồi, lấy thêm vài cục than nữa rồi mình lấy vàng nữa các bạn. Tại vì mình không cần gọi là than nhiều lắm. Than mình quá trời luôn rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần khám phá cái hầm này thôi. Là gọi là ngon lành luôn. Đó, nói chung là chưa có kim cương rồi. Tập này nhân phẩm như mất rồi các bạn à. Đây, đi qua phía bên kia nữa coi. Đi bên này rồi thì đi bên kia nữa coi. Bên kia nó có khác gì không? Và trong này nó có cái gọi là như thế, nó cái khu vực hầm mỏ bỏ hoang các bạn, cho nên nó có mấy con nhện đồ rớt trên xuống khá là kinh dị luôn á. Đây, đây là cái hầm mình các bạn. Đi tới đây. Tới đây rồi thì hình như là đường này đường cục rồi nè. Để mình coi nữa coi. Đó, leo lên coi. Bên kia có gì không ta? Để mình ốp vô luôn nè. Cẩn thận nha. Chết ở đây là xác con ngựa định là khỏi lấy lại đồ luôn đó. Lava là nó cháy đồ luôn đó các bạn. Đó, như vậy là chúng ta gọi là khám phá hết cái khe nước này rồi. Và chỉ có gọi là sắt thôi các bạn ơi. Không sắt với vàng với lại một ít than với đá đỏ thôi. Không có một miếng kim cương nào luôn. Thiệt chứ buồn thật sự lưu ly nữa. Không có kim cương nào hết các bạn à. Đó, các bạn thấy không, mình đang đi nè. Thì bây giờ mình lại tiếp tục đi thẳng. Nhưng mà cái đó vấn đề đó thì cứ để tập sau đi. Thì còn tập này á, mình đào tới đây là thấy ok đó. Và mình sẽ đi lên trên, chúng ta sẽ xây dựng cái bên ngoài của cái gọi là gì ta, cái hầm mai của chúng ta nhìn cho nó đẹp nha các bạn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ làm 1, 2, 3, 4. Không, 1, 2, 3 thôi. Bên này cũng vậy nha. 1, 2, 3. Rồi, để cục ở đây. Đặt qua như thế này. Đặt cục này đi. Đó, đặt. Các bạn thấy chưa? Nhìn nó gọi là sao ta, tương tự như là gọi là cái khu vực đi xuống hầm mỏ của chúng ta. 1, 2, 3. Và ở đây thì thấp hơn một ô hả? Ây chà, thấp hơn một ô thì có vẻ là càng ngày càng thấp hả ta. Đây, đó, như thế này nhá. Đấy, đấy, ok chưa? Đó, lên, đấy. Ok, đó, như thế này đi các bạn. Thì chúng ta sẽ ốp xung quanh, mình sẽ ốp ở trên này á, chúng ta sẽ ốp cái lớp kiểu như một cái mái vòm mà bọc lại bạn, bọc cái khu vực này lại ha. Như vậy là chúng ta sẽ phải ốp 2 từ từ bình tĩnh. 1 2 rồi 1 2 đập cái này đi. Rồi 3. Đó, nói chung là mình ốp cái mái vòm lại ha. 1 2 rồi 2. Ui, chỗ này để giữa à. 1 2 3 đi. Đó, mình ốp lại như thế này ha. Nhìn nó sẽ ok hơn rất là nhiều luôn. Từ từ mình ốp vô đi rồi sau đó mình đập ra thôi các bạn. Không có gì mà phải khó khăn hết. Rồi 1 2 1 2. Đó, như thế này. Đập chỗ này ra nhá. Đập chỗ này ra luôn, đập chỗ này ra luôn. Đó, thấy chưa? Rồi chúng ta sẽ ốp vô bằng gọi là những cái cầu thang nè. Đó, ốp vô này, ốp vô đây. Đó, xoay. Nhìn là xịt xò con bò ngay. Thấy chưa? Đó, còn chỗ này cũng tương tự luôn ha. Mình sẽ ốp gọi là cầu thang vô luôn. Nhìn cho nó gọi là đỡ bị giống kiểu như là nó hơi cứng các bạn. Thì chúng ta sẽ ốp cầu thang vô cho nó mịn ra, nó mềm ra, nhìn nó mượt hơn. Ok chưa? Đấy, xoay ôi. Nhìn là tương tự. Chỗ này bỏ đi, up slab thôi các bạn. Có một hồi quyết định thì mình sẽ chuyển nó thành gỗ nha các bạn. Và chúng ta sẽ mở rộng ra là giống như kiểu có tới ba cái gọi là gì ta, ba cái vàng chống lên nè. Nhưng mà thật sự thì không quan trọng nha các bạn. Ở trên mình chỉ có đi cái ô giữa, hai cái ô còn lại này là để trang trí nhìn cho đẹp các bạn ơi. Đó, thì mình sẽ up lại nha. Up tương tự á. Giống như kiểu cái nhà thôi. Nhưng mà quầy này mình cũng vừa mới làm nhẹ xíu gỗ đây nữa các bạn. Đó, chỗ này phải cắm đuốc lên rồi nó mới mọc được các bạn ơi. Có tuyết xung quanh là nó sẽ không mọc được nha. Và còn cũng
tương đối số lượng gỗ đây, chắc là đủ á. Nhiều này chắc là ok, làm cầu thang các thứ các kiểu luôn. Rồi, đấy, và mình sẽ ốp lại nha các bạn. Ở trong này thì chúng ta có cái cũng là gỗ vân sam thôi, nhưng mà mình lột cái vỏ đi thì nhìn cái màu nó sẽ khác một tí các bạn. À, trời ơi, nói chung là đã làm rồi là chúng ta phải làm cho nó đẹp luôn. Chứ tầm này mà làm mà không đẹp là gọi là uổng lắm các bạn ơi. Đã làm là phải làm cho đẹp. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ ốp lại nha các bạn. Thì mình nghĩ là ở trong này chắc là mình sẽ ốp chỗ những cái chậu thì chúng ta ốp gỗ. Còn ở giữa này thì chắc là mình sẽ ốp đá ha. Rồi sau đó thì mình sẽ quay trở lại thôi. Nhanh thôi, cái này thì làm tí tẹo à. Còn một vài bước cuối nữa là xong xuôi các bạn ơi. Đó, như thế này. Chỗ này chắc mình dọn dẹp sạch sẽ luôn quá. Rồi không có thiếu cái rồi bạn ơi, mình bị thiếu cái gọi là gì ta, cái xẻng rồi. Thôi kệ đi đó, để tạm gì đi đó. Nói chung là ở đây chúng ta sẽ ốp vô ha, ốp như thế này thì giống kiểu là đó. Còn ở trên này thì mình cũng ốp gỗ nè đó, sau rồi ở đây mình ốp xí đá vô các bạn, nhìn cho nó gọi là xịn sò con bò tí đó. Nhìn ok chưa, nhìn cũng được phết đó chứ bộ, đâu có tính nỗi nào xấu đâu đúng không các bạn. Thì các bạn nhớ gọi là để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhá. Còn đây là đường đi xuống dưới nè, thì như vậy là chúng ta cũng hoàn thiện gọi là tương đối rồi đó các bạn. Thì để mình coi ở đây mình có da không. Có luôn, có da thì chúng ta sẽ làm 5 cái luôn cũng được. Đấy, mình làm giống kiểu cái này để vô đây, và chúng ta sẽ cần có cái này đó, bạn thấy giờ xoay nè đó. Đó, xoay. Nhìn xịn sò con bò liền. Đó, xoay. Bên này không có cái xẻng ta. Để mình làm cái xẻng, mình dọn hết cái đống chỗ đó ra luôn. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái đường đi lên đi xuống ở ngay chỗ cái khu vực mà gọi là đi mai luôn á các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm một cái xẻng nha. Đấy, dọn dẹp hết cái đống ở trên này để gắn hàng rào vô nữa là ok luôn. Đó, chỗ này. Rồi, ốp vô. Tương tự bên này chắc mình dọn ra một tí luôn. Đó. Cho nó nhìn cho nó gọn gàng sạch sẽ các bạn ơi. Rồi ôi. Ngon lành liền. Đó, chỗ này trong này thì tạm thời cứ để bình thường thôi, cũng không có cần phải mà kiểu như là ốp hay là làm gì trên này các bạn. Trên này cứ để nguyên như vậy là ok rồi. Thì ở đây chắc là cắm đuốc vô đây. Cắm đuốc vô hai vị trí này. Ôi, cái kia mình vứt đâu rồi, cái mình vứt ở đâu rồi đó. Rồi, nhìn khá là xịn sò của bò thì ok các bạn ơi. Thì nếu như các bạn nào mà thấy thích mình làm tiếp tục những cái series về Minecraft Simple 1.16 nữa thì các bạn đừng quên là để lại bình luận bên dưới như là like, share, gọi là click đăng ký ủng hộ cho mình nha. Ngoài ra nếu như bạn nào thích mình làm cái gì hoặc là có góp ý gì thì các bạn comment ở bên dưới nha, mình sẽ đọc và thả tim cho tất cả các bạn nha. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng tập thứ hai đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho những video clip kế tiếp nha. Bye bye.